chào mừng bạn đến với Chuyện Lạ Kỳ. Ảnh chụp vệ tinh NASA và lời kể nhân chứng, thế giới dưới lòng đất thực sự tồn tại. Nhiều truyền thuyết, sử thi các nước, đặc biệt là lời kể nhân chứng và ảnh chụp vệ tinh NASA đã chứng minh thế giới dưới lòng đất nhiều khả năng là tồn tại. Từ tiểu thuyết, cuộc du hành vào lòng đất. Bạn có còn nhớ cuốn tiểu thuyết nổi tiếng, cuộc du hành vào lòng đất của nhà văn Jules Verne? Dù là tiểu thuyết hay kịch bản phim, câu chuyện đã miêu tả một thế giới thực tại vô cùng thần kỳ dưới lòng đất. Câu chuyện kể rằng, một đoàn thám hiểm ba người, bao gồm một giáo sư người Đức, đứa cháu trai Axel và người dẫn đường Hans, đã đi xuyên qua một ống nham thạch trong lòng núi lửa Etnakan ở Iceland để tiến vào trung tâm trái đất. Ba người đã trải qua một cuộc phiêu lưu thú vị, gặp gỡ nhiều loài động vật tuyệt chủng thời tiền sử, kinh qua nhiều thảm họa tự nhiên trước khi quay trở lại mặt đất ở miền nam nước Ý. Cho đến những khái niệm khoa học táo bạo sơ khai, ý tưởng về một thế giới dưới lòng đất gắn liền với khái niệm trái đất rỗng, Hollow Earth, được đưa ra lần đầu tiên bởi nhà thiên văn học người Anh Edmund Halley, người phát hiện sao chổi Halley vào năm 1692. Ông cho rằng trái đất chúng ta đang sinh sống không phải có một lõi rắn bên trong như nhận thức phổ biến của rất nhiều người, mà được rất nhiều lớp không gian rỗng thể xen kẽ các lớp không gian đặc rắn cấu tạo thành. Các lớp không gian rỗng thể này kỳ thực chính là một môi trường tương tự bề mặt trái đất. Ở đó có cây cối tốt tươi và bầu không khí ấm áp dễ chịu. Làm sao để đi đến những nơi này? Nếu có thể tìm thấy những thông đạo trên mặt đất đi xuyên xuống những nơi này, thì có lẽ chúng ta sẽ đến được thế giới thần bí huyền ảo bên trong lòng đất kia. Trong nhiều cổ thư Ấn Độ, chúng ta có thể thấy các ghi chép về một hành lang dài dưới lòng đất với tên gọi là Sambala, phiên âm Hương Ba Lạp, hay Aadi theo tiếng Phạn, hay Agatha theo tiếng Anh, tụ chung có nghĩa là thế giới dưới lòng đất. Theo truyền thuyết, thế giới dưới lòng đất có vô số hang động, đường hầm và những thông đạo dài quanh co kết nối. Ở đó là một bảo tàng khổng lồ, ẩn chứa vô tận những bí ẩn của nhân loại thời viễn cổ. Cho đến các nghiên cứu và những cuộc chạm trán có thật. Theo kết quả thăm dò khảo sát và tham khảo các tài liệu lịch sử, Agatha rất có thể là một hành lang dài ngầm dưới đất, xuyên qua đáy biển Đại Tây Dương và liên kết với nhiều châu lục như châu Âu, châu Á, châu Phi và châu Mỹ. Tháng 3 năm 1942, khi nhà khảo cổ học David Graham trở về sau chuyến công tác ở bang Chiapas, Mexico, thì được Tổng thống Mỹ Joe Javel ngay lập tức vội vã triệu tập. Vợ chồng ông Graham nói với Tổng thống rằng họ đã gặp gỡ những người Eiger, người từ vùng đất Agatha, với ba màu da, xanh, trắng và đỏ. Họ là những người canh giữ lối vào thế giới trong lòng đất Agatha. Vợ chồng ông Graham nhớ lại, khi băng qua vùng rừng ở Chiapas, Mexico, đầu tiên họ đã bắt gặp những người Eiger da xanh canh giữ ở lối vào. Những người Eiger này đứng chặn ở cửa, bao vây đoàn khảo cổ và nghiêm nghị yêu cầu họ lập tức rời khỏi đó. Người dẫn đường của họ đã tiến lên phía trước và dùng thổ ngữ địa phương trò chuyện với những người Eiger, sau đó mới biết đây là những hậu duệ của người Maya. Họ là một nhánh của tộc người bản địa Nam Mỹ, có tên gọi là Lacan Dayton. Những người Lacan này cư trú trong vùng rừng rậm, cách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Họ ở đây từ thế hệ này qua thế hệ khác để canh giữ thánh địa trong rừng sâu và lối vào thế giới trong lòng đất. Dưới lòng đất là nơi cất giấu lượng lớn vàng bạc châu báu. Người Lacan nhất mực tuân thủ lời giáo huấn của tổ tiên để lại, không cho phép người ngoài tiến vào khu vực thánh địa. Vợ chồng David Graham thừa nhận đã phát hiện được cửa vào thế giới dưới lòng đất, tuy nhiên họ không thể tiến vào bởi nó được những người Lacan canh gác bảo vệ rất cẩn mật. Đường hầm ngàn dặm dưới dãy núi Andes. Tháng 7 năm 1960, đoàn thám hiểm Peru đã phát hiện một đường hầm ngầm trong lòng dãy núi Andes, cách thủ đô Lima 600 km về phía đông. Đường hầm này trải dài 1.000 km, thông suốt tới Chile và Colombia. Để có thể bảo vệ tốt hơn di chỉ văn minh cổ xưa này, và cũng bởi trình độ khoa học kỹ thuật, cũng như công việc bảo tồn lưu trữ của đất nước này, lúc đó còn hạn chế, nên khi đó chính phủ Peru đã ra lệnh đóng cửa lối ra vào đường hầm. Miệng núi lửa thần bí ở Sarster. Tháng 4 năm 1972, ba sinh viên Đại học Berkeley, Mỹ, đi chinh phục đỉnh núi Sarster với độ cao 4.318m. Đây là ngọn núi lửa đã ngừng hoạt động trong nhiều năm. Khi leo lên, ba sinh viên này nhìn thấy một số vật thể hình đĩa đang bay ra bay vào miệng núi lửa. Họ càng ngạc nhiên hơn khi nhìn thấy trên miệng núi lửa đột nhiên xuất hiện 5 người da trắng cao to. Những người này đứng gần miệng núi lửa trong khoảng thời gian rất ngắn, sau đó biến mất phía sau một khối nham thạch trong miệng núi lửa. Thế giới ngầm dưới cánh rừng Myanmar. Trong chiến tranh thế giới lần thứ hai, một người lính Mỹ tên là Heber đã bị lạc khỏi đồng đội của mình và bị bỏ lại trong vùng rừng ở Myanmar. Một ngày nọ, anh vô tình phát hiện được một cửa hang, nhưng bị một tảng đá lớn che lấp.
tò mò và hiếu kỳ. Khi vừa đi vào bên trong, thì phát hiện ra cả một thế giới rộng lớn bên trong, có nguồn chiếu sáng giống như ban ngày. Càng đi sâu vào trong, anh càng tròn mắt kinh ngạc, khi nhìn thấy một thành phố vô cùng to lớn tráng lệ. Khi đang ngây người đứng nhìn thì anh bị phát hiện. Cư dân ở đây đã bắt và giam giữ anh. Phải đến 4 năm sau, anh mới tìm được cơ hội thoát khỏi chỗ này, và hé lộ bí ẩn của nó cho thế giới ngoài kia. Theo lời kể của Heber, vương quốc dưới lòng đất có 7 đường hầm, thông đi các hướng khác nhau trên thế giới, nên có lẽ ở 7 nơi khác trên thế giới, cũng sẽ có 7 lối thông ra ngoài. Đường hầm dưới lòng đất tại dãy núi Antahil. Theo một báo cáo vào năm 1916, nhà địa lý Bjork Naver công bố phát hiện một đường hầm ngầm dưới đất tại dãy núi Antahil, trải dài từ khu vực phía nam Mông Cổ, mãi cho đến tận sa mạc Gobi. Sau khi phân tích tỉ mỉ bố cục đường hầm, Bjork Chonjok cho rằng, thành đôn hoàng của Trung Quốc rất có thể là lối vào một thành phố dưới lòng đất nào đó. Không chỉ vậy, khu vực có từ trường mạng ở Nam Cực, khu hát động ở Bắc Cực và vùng châu thổ tam giác quỷ Bermuda đều có thể là cánh cửa thông đến một thế giới khác. Chuyến ghé thăm thế giới lòng đất Aegean của Đô đốc Hải quân người Mỹ. Đô đốc Hải quân Mỹ Richard E. Bớt đã may mắn có được một cuộc kỳ ngộ với con người đến từ nền văn minh dưới lòng đất. Trong cuốn nhật ký của mình, Bớt cho biết, năm 1947, ông dẫn đầu một đoàn thám hiểm, đi sâu vào trong lòng đất, thông qua một lối vào ở Bắc Cực. Tại đây, ông đã có một phen choáng ngợp. Những cảnh tượng đập vào mắt, khiến ông chấn động không thôi. Các thung lũng phủ đầy cây cối xanh tươi rậm rạp, trong lòng thung lũng còn có các khe suối nhỏ, với dòng nước róc rách chảy qua. Bớt còn phát hiện một khu căn cứ để đĩa bay với quy mô lớn, và những loài động thực vật đã bị tuyệt chủng trên mặt đất. Những người bí ẩn nói với ông rằng, thế giới dưới lòng đất này có tên gọi là Aegean. Họ có trình độ công nghệ vô cùng cao, vượt rất xa con người trên mặt đất. Họ vốn không định tiếp xúc với thế giới bên ngoài, nhưng từ khi Mỹ thả hai quả bom nguyên tử xuống hai thành phố ở Nhật Bản trong thế chiến 2, họ nhận ra thứ vũ khí con người đang nắm giữ rất có thể sẽ hủy diệt toàn bộ thế giới mặt đất, đồng thời liên lụy đến thế giới trong lòng đất của họ. Họ bèn điều các vệ tinh nhân tạo đến lãnh thổ của những cường quốc sở hữu loại vũ khí hủy diệt này để can thiệp, nhưng không đạt được kết quả như ý. Những vệ tinh này còn bị máy bay chiến đấu công kích. Những người bí ẩn này còn cảnh báo, nếu con người trên trái đất tiếp tục sử dụng vũ khí nguyên tử, nhân loại rất có thể sẽ một lần nữa rơi vào thời kỳ đen tối như vào giai đoạn chiến tranh. Sau khi về nước, Bớt lập tức báo cáo lại cuộc kỳ ngộ này với giới lãnh đạo cao nhất. Trong cuốn nhật ký của mình, ông có ghi, đây là một vùng đất ở Bắc Cực, đó là một căn cứ khổng lồ và vô cùng bí ẩn. Bắc Cực và Nam Cực đều có cửa thông đến thế giới dưới lòng đất. Trong những năm gần đây, nhiều ảnh chụp vệ tinh từ không gian của NASA cho thấy rõ nhiều hố sâu hoặc lỗ tròn bí ẩn tại hai vùng cực. Rất có thể đây là lối vào các thế giới dưới lòng đất. Nhiều sử tích, truyền thuyết và thần thoại các nước đều đề cập đến thế giới dưới lòng đất. Trong thần thoại Hy Lạp, vị anh hùng thành Babylon là Gilgamesh đã ghé thăm tổ tiên Utnapishtim trong lòng trái đất. Orpheus đã giải cứu vợ mình là Eurydice khỏi địa ngục dưới lòng đất. Pharaoh Ai Cập đã tiếp xúc với thế giới ngầm dưới đất thông qua lối vào nằm bí mật bên trong các kim tự tháp. Nhiều sử tích, truyền thuyết, thần thoại, đặc biệt là lời kể của các nhân chứng và rất nhiều ảnh chụp vệ tinh của NASA qua các năm đều hội tụ lại ở kết luận khó tin, thế giới dưới lòng đất thật sự tồn tại và ở nơi đây tồn tại các nền văn minh tiên tiến. Một thực tế thú vị là, cựu nhân viên tình báo nổi tiếng Edward Snowden của CIA từng tiết lộ có tồn tại nền văn minh tiên tiến trong lớp quyển manti của trái đất, lớp trung gian giữa vỏ và lõi trái đất. Nói cách khác, thật sự tồn tại nền văn minh trong lòng trái đất. Bạn có tin vào điều đó không? Bạn nghĩ như thế nào? Theo sau Upload, biên dịch, Kiên Định, Quý Khải, cảm ơn bạn đã xem, đăng ký để ủng hộ kênh bạn nhé. Chúc bạn có một ngày tốt lành.